Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc nói về nỗi cực của nghề, tuyên bố lên kể khổ, hy sinh nhiều quá, lại vô duyên. Mới đây trong một buổi tiệc họp mặt, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã có những chia sẻ về nỗi cực trong quá trình làm nghề. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cho biết ông không muốn kể khổ quá nhiều, song trong quá trình làm nghề diễn, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ Việt Hương lẫn các thành viên khác trong đoàn phim phải tốn nhiều mồ hôi, nước mắt. Thật ra thì lên đây không phải kể khổ, tại vì đụng chuyện điện ảnh, phải hy sinh nhiều quá, lại vô duyên, cái nghề diễn viên là phải cực rồi, nói chi mệt lắm. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc chia sẻ, tôi ngưỡng mộ cô Việt Hương vì vai chính mà, nhiều anh em đều lường trước được, mọi đi đứng đều phải đi trên ghe, nên bị say là chuyện bình thường. Mỗi lần tôi đi lên bờ là tôi say, mặt khác Việt Hương là phụ nữ, 35 ngày là 35 lần ngâm mình trong nước, một lần ngâm vậy là mấy tiếng đồng hồ. Mọi người cũng biết, Việt Hương là phụ nữ, song Việt Hương phải vượt qua hết tất cả khó khăn để ngâm mình trong nước. Chưa kể đến việc, nước đó không phải nước sạch nữa, nên khó khăn càng nhiều hơn. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc chia sẻ thêm về quá trình thực hiện. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc hài hước kể về những ngày tháng quay phim, đồng thời cho biết chính nghệ sĩ Việt Hương là người kết nối các thành viên trong đoàn phim. Nhiều đoàn phim thì có nhiều cái không thuận hay gây lộn, song đoàn phim này chỉ có tiếng cười, và Việt Hương ngoài là một diễn viên, còn là nghệ sĩ hài, cô ấy đi kết nối tất cả mọi người với nhau. Như thế thì mọi người mới không thấy nản, chuyển năng lượng cho nhau để hoàn tất những cảnh quay. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc trải lòng. Dù liên tục vướng thị phi, Trấn Thành vẫn kiếm gần 2 tỷ đồng trong một tháng qua. Thời gian gần đây, nghệ sĩ Trấn Thành trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn, hội nhóm showbiz khi liên tục vướng vào những tai bay vạ gió. Theo đó, cách đây chưa lâu, trong họp báo ra mắt dự án điện ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hình ảnh nghệ sĩ Trấn Thành khóc miếu máu, lên tiếng về chuyện đời nghệ sĩ khó nuốt hơn khán giả tưởng tượng, đã tạo nên làn sóng dư luận. Trước đó, nghệ sĩ Trấn Thành cũng vướng ồn ào về cách hành xử ở rạp chiếu phim, khiến cõi mạng nháo nhào. Dù đã lên tiếng phủ nhận chuyện chen ngang hàng hay giải thích về vấn đề bao rạp, song ồn ào kể trên ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi của nghệ sĩ Trấn Thành, vốn đang rất hot sau thành công của Nhà Bà Nữ hồi đầu năm 2023. Dù vướng ồn ào từ chuyện bao rạp, phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt, tuy nhiên, Trấn Thành vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng, sự kiện, chọn mặt gửi vàng. Bên cạnh đó, trong 30 ngày gần đây, kênh YouTube của ông xã Harry Won vẫn tăng trưởng đều đặn, nhận về doanh thu khủng. Theo thống kê từ Social Blade, tính đến 17 giờ mùng 3 tháng 4, kênh YouTube Trấn Thành đã đạt được 5,62 triệu lượt theo dõi. Trong 30 ngày gần nhất, kênh của Trấn Thành tăng thêm 10.000 lượt theo dõi, lượt xem các video trên kênh YouTube tăng thêm 21 triệu lượt. Doanh thu của kênh YouTube Trấn Thành trong 30 ngày qua dao động từ 5,3 đến 84,1 nghìn đô la Mỹ, từ 124 triệu đồng đến hơn 1,9 tỷ đồng. Đây chỉ là con số ước tính. Trên thực tế, số tiền mà Trấn Thành kiếm được trong suốt quãng thời gian vướng thị phi hoàn toàn có thể cao hơn. Số tiền này có thể đến từ hợp đồng quảng cáo, tham gia game show hay các doanh thu phim Nhà Bà Nữ khi chiếu tại các cụm rạp ở nước ngoài. Những con số kể trên đã chứng minh được tên tuổi cũng như tầm ảnh hưởng của Trấn Thành ở làng giải trí Việt là lớn đến nhường nào. Và bỏ qua những thị phi ồn ào gần đây, những gì mà Trấn Thành đã cống hiến cho nghệ thuật, cho khán giả suốt thời gian đã qua xứng đáng được công nhận và tôn vinh. Chỉ dần từ hành động kém duyên, giả làm người tàn tật đi xin ăn, đến lùm xùm nghiêm trọng phải xin lỗi. Chi Dân, tên thật Nguyễn Trung Hiếu, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác nhạc, từng được nhiều khán giả yêu thích trong thời gian qua. Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ 8X sở hữu hàng loạt bản hit đình đám V-pop như Người Tôi Yêu, Điều Anh Biết, Làm Vợ Anh Nhé. Năm 2017, Chi Dân nhận được giải Mai Vàng với hạng mục 10 nghệ sĩ của năm và vinh dự được lọt vào top 5, đứng thứ 2 trong hạng mục nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á tại Việt Nam trong danh sách đề cử Mama cùng năm. Tuy nhiên, sau khi chia tay người yêu, cộng với biến cố mẹ ruột qua đời, đã khiến nam ca sĩ cũng hạn chế xuất hiện và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tham gia top, tưởng tấu hài, nhưng lại kém duyên hết sức, giả làm người tàn tật đi xin ăn. Top là một nền tảng mạng xã hội, sáng tạo, phát triển nội dung, hội tụ đông đảo người xem. Chi Dân cũng gia nhập mạng xã hội này và đăng tải những clip, tiểu phẩm hài hước của mình lên kênh cá nhân và nhận được số lượng tương tác lớn. Từ cơn mưa lời khen với những clip thú vị thì cư dân mạng cũng nhanh chóng đổi hướng, ném bão gạch đá khi Chi Dân lựa chọn đăng tải clip giả vờ làm người tàn tật với lối diễn méo miệng,
đi đứng không bình thường và cầm chiếc thau đỏ làm động tác xin ăn. Hành động của nam ca sĩ bị cho là thiếu tôn trọng, xúc phạm đến những người tàn tật và làm lố, tạo nên góc nhìn phản cảm với người xem. Dư luận cũng có luồng ý kiến bênh vực chi dân, nhưng ngay sau đó, nam ca sĩ cũng ẩn clip khỏi kênh Top Top để tránh ồn ào sau này. Chi dân đi vào vết xe đổ, tiếp tục làm clip ăn xin bôi mặt đen. Lần này, chi dân lại bị ném gạch đá bởi một trò đùa khác trên mạng. Thời điểm ấy, trong lúc mọi người đang hoang mang về thông tin có một nhóm đàn ông ăn xin trong bộ dạng mặt bôi đen, phồng mồm, trên tay cầm đầu gà, xúc xích, khi không được trao đồ, nhóm người này có hành vi đáp trả, nhổ nước bọt và vẩy nước bẩn vào người khác, thì chi dân lại cải trang đóng vai thành nhóm người này, rồi chụp ảnh ở chung cư và đăng lên mạng với dòng chú thích. Ngay thời điểm lúc này, những kẻ tình nghi đã vào đến chung cư của chúng tôi. Mọi người cẩn thận nhé, hình mang tính chất mua vui thôi nha mấy chế. Hành động này của chi dân bị coi là nối giáo cho giặc, trực tiếp cổ suý cho những nhóm đối tượng trên. Ngay lập tức, cư dân mạng cũng đã tỏ ra hết sức phẫn nộ và phản đối cách suy nghĩ và hành xử của nam ca sĩ này. Trước cơn bão chỉ trích của cộng đồng mạng, chi dân lên tiếng giải thích qua loa mà không hề có ý thiện chí. Dù anh hóa trang nhưng mọi người nhìn ảnh vẫn có thể nhận ra gương mặt của mình và nói mọi người không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Triều dân đăng bài nhằm mục đích là vui với các fan và người nhà của dân thôi, chứ không có ý kích động hay sao hết, nam ca sĩ đính chính. Chi dân livestream xin lỗi, bật khóc vì không sống đúng với nghề nghiệp, thu hút rất nhiều luồng ý kiến. Tối ngày 4 tháng 4, chi dân đã livestream gần 30 phút trên trang cá nhân để tâm sự với người hâm mộ. Anh đã hát tặng các khán giả của mình và bộc bạch chia sẻ về một số biến cố gia đình. Anh đã xin lỗi vì mắc phải nhiều sai lầm và sống không đúng với nghề nghiệp. Nam ca sĩ vừa xin lỗi và bật khóc ngay trên livestream. Tôi xin lỗi những khán giả đã yêu thương và những người đã buồn, thất vọng vì tôi thời gian qua. Tôi xin lỗi người hâm mộ, tất cả đồng nghiệp, những người đã giúp đỡ, từng thương yêu tôi. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian qua, tôi sống không đúng với nghề nghiệp, tình cảm mọi người dành cho tôi. Sau sự quay lại lần này, tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều. Tôi hứa thay đổi, trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sống nghiêm túc với nghề, hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm cho chi dân quay lại lần này. Ngọc Sơn nhắc tới Phi Nhung, tiết lộ cuộc sống hiện tại của Hồ Văn Cường. Vừa qua, Ngọc Sơn chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống cũng như công việc của bản thân. Dù chưa lập gia đình, nam ca sĩ thấy hạnh phúc vì mình có nhiều học trò, con nuôi. Về vấn đề này, nam nghệ sĩ tin rằng đó là duyên trời. Những người đến với tôi, gọi tôi bằng tiếng cha thì đó là sự ngưỡng mộ, tôn kính. Nếu họ thương và xem tôi là cha nuôi thì phải có ba điều. Thứ nhất là hiếu thảo, thứ hai là tôn sư trọng đạo và thứ ba là đối nhân xử thế. Tôi hạnh phúc vì học trò ở Việt Nam đến hải ngoại đều được tôi chỉ dạy nhiều thứ, giúp tránh né những sai lầm trong từng bước đi. Không chỉ rèn luyện về nghề, Ngọc Sơn còn tập trung dạy các con nuôi, học trò về đạo đức làm nghề. Ông mong muốn các thế hệ kế cận phát triển bằng năng lực bản thân thay vì ồn ào. Ông Hoàng Nhạc Xến chia sẻ, tôi dặn học trò rất kỹ, nên các bạn rất ngoan và thương thầy. Dù đi thi có được hay không, các bạn cũng rất tươi, hòa đồng. Nam nghệ sĩ hãnh diện, vì tính đến hiện tại, bản thân chưa từng gặp trường hợp học trò là mình phật lòng. Thậm chí, các gương mặt trẻ còn thấu hiểu, cân nhắc mọi chuyện, vì sợ thầy buồn lòng. Đáng chú ý, Ngọc Sơn còn tiết lộ về Hồ Văn Cường. Nói về quyết định hỗ trợ cho nam ca sĩ trẻ, ông nêu quan điểm, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Từ tư tưởng đó, Ngọc Sơn mong muốn mọi người đón nhận. Khi giọng ca sinh năm 2003 nỗ lực hết mình để trở lại nghệ thuật, ai cũng có sơ sót trong lời ăn tiếng nói. Kể cả tôi cũng vậy, tôi cũng có khá nhiều, nhưng vẫn được đại gia đình yêu thương. Cường cũng đã được cố nghệ sĩ Phi Nhung rèn luyện trong môi trường tốt. Bây giờ mình phải làm cháu tốt hơn. Chúng ta mở rộng vòng tay cho tài năng nhí phát triển, để cháu tiếp tục hát những bài ca ngợi quê hương. Ngọc Sơn chia sẻ. Nói về cuộc sống hiện tại của quán quân thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên, Ngọc Sơn cho biết, nam ca sĩ sống khá tự lập và đang ở nhà riêng. Ngọc Sơn tự hào nói, thỉnh thoảng em sang nhà, hoặc tôi gọi điện để dạy, Cường tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn, ai cũng phải khổ luyện thôi. Còn chuyện tài sản của Cường, thì tôi không dám can thiệp, tính Cường ít nói lắm, chủ yếu chia sẻ về học thuật, tôi cũng không hỏi chuyện đời tư, mà chỉ nhắc Cường thương mẹ hơn. Sau mấy chục năm làm nghề, Ngọc Sơn đã không còn quan tâm đến chuyện cát xê. Khi họ làm nghề đó là họ đã thương nghệ sĩ, muốn mang cái đẹp cho đời, nên tôi giúp hết các nhà tổ chức. Người ta tưởng tôi giàu, nhưng tôi trống rỗng, được cái tôi giàu tình cảm, ông bộc bạch.
Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Ngọc Sơn bày tỏ, chắc chưa đến lúc tôi kiếm cơm bằng công việc khác, tôi thấy mình vẫn còn muốn phục vụ khán giả, và may mắn được trời cho sức khỏe, về nhà cửa, vật chất, tôi không đặt nặng, nhưng nhờ vậy tôi có trí lực, hiện tại tôi không có nhu cầu gì cả, vì lo cho cha mẹ chu toàn là đã hạnh phúc rồi, giờ tôi hưởng hạnh phúc trong tình thương của đại gia đình, tôi muốn cống hiến thêm như kiếp tầm nhà tơ. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.